Tiếp nối đồng này ngày mới sáng nay sẽ là phần tin thế giới với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh phê duyệt khái niệm chính sách đối ngoại mới của Nga phản ánh cách tiếp cận mới trong quan hệ với phương Tây. Quân đội Philippines và Mỹ tiến hành tập trận bắn đạn thật nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa binh sĩ hai nước. Thưa quý vị, tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã ký sắc lệnh phê duyệt khái niệm chính sách đối ngoại mới của đất nước. Trong bối cảnh khái niệm này được cho là phản ánh cách tiếp cận mới trong quan hệ của Moscow với phương Tây trình bày khái niệm chính sách đối ngoại mới của nga trong cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia được phát sóng trên truyền hình ngoại trưởng sergei lavrov cho biết nga phải đối mặt với các mối đe dọa hiện hữu về an ninh và từ các quốc gia không thân thiện ông tuyên bố bản chất hiện hữu của các mối đe dọa đối với an ninh và sự phát triển của đất nước chúng ta được tạo ra bởi hành động của các quốc gia không thân thiện đã được công nhận Mỹ trực tiếp bị chỉ đích danh là kẻ chủ mưu chính của đường lối chống Nga và nói chung chính sách của phương Tây nhằm làm suy yếu Nga bằng mọi cách có thể, được xem là một cuộc chiến hỗn hợp kiểu mới. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng chiến lược mới sẽ bao gồm cách Nga có thể thực hiện các biện pháp đối xứng và phi đối xứng để đáp trả các hành động không thân thiện chống lại Nga, ám chỉ sức ép chưa từng có mà các đối thủ phương Tây áp đặt đối với Nga. Tổng thống Putin trước đó thông báo đã ký một sắc lệnh thông qua khái niệm chính sách đối ngoại mới của Nga ông cho biết Bộ Ngoại giao Nga cùng với các bộ phận khác đã nỗ lực làm việc để đưa khái niệm chính sách đối ngoại mới phù hợp với thực tế hiện đại. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua thông báo đã trục xuất một nhà ngoại giao Estonia để đáp trả việc chính quyền Tallinn tuần trước trục xuất một nhà ngoại giao Nga Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu đại biện lâm thời Estonia tại Moscow, Jana Vanamende, để phản đối về tuyên bố vô căn cứ ngày 24 tháng 3 của Estonia, không hoan nghênh một nhân viên ngoại giao thuộc Đại sứ quán Nga tại Tallinn. Xuất phát từ nguyên tắc có đi có lại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nhà ngoại giao cấp bậc tương đương của Đại sứ quán Estonia tại Moscow phải rời nước Nga vào thời gian tương đương với thời gian phía Estonia đưa ra để nhà ngoại giao Nga phải rời đi. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia, Yêu cầu đại sứ Estonia R Maxkova hôm 7 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3, Bộ ngoại giao Estonia tuyên bố, đại sứ Nga tại Tallinn, Vladimir Lipazev phải rời khỏi quốc gia Baltic này. Quân đội Philippines và đơn vị Thái Bình Dương của quân đội Mỹ hôm qua tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Philippines, như một phần của cuộc tập trận Salamnik nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa binh lính Philippines và quân đội Mỹ thị trấn là ưu là điểm dừng đầu tiên cho cuộc tập trận bắn đạn thật theo hệ thống rocket pháo binh cơ động 2 ma quân đội mỹ đã bắn một đơn vị 2 ma với mục tiêu cách khu vực phóng khoảng 11 km địa điểm thứ hai của cuộc tập trận là đồi fernandez nên thực hiện bài tập bắn đạn thật chống tăng at 484 mm cuộc tập trận này mô phỏng các tình huống chiến đấu thực tế cho phép quân đội philippines học các kỹ năng chiến thuật độ chính xác và sự tự tin khi sử dụng vũ khí chống tăng Cuộc diễn tập diễn ra sau quyết định của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hồi tháng 2 vừa qua về việc mở rộng quyền tiếp cận của Mỹ với các căn cứ quân sự của Philippines, động thái bị Trung Quốc cáo buộc là kích động căng thẳng trong khu vực. Nhật Bản và Trung Quốc đã thiết lập một đường dây nóng quốc phòng nhằm ngăn chặn các cuộc đồng đội giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc nói rằng đường dây nóng quốc phòng được công bố hôm qua sẽ được quan chức cấp cao hai nước sử dụng khi cần thiết Tokyo và Bắc Kinh bắt đầu vận hành một cơ chế liên lạc để ngăn chặn các vụ trùng rộn ngẫu nhiên trên biển hoặc trên không vào tháng 6 năm 2018. Là một phần của biện pháp, họ đã thiết lập các cuộc họp hàng năm và thúc đẩy trao đổi giữa các đơn vị trong lĩnh vực này. Nhưng việc ra mắt đường dây nóng chưa được thực hiện theo kế hoạch vào năm 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những yếu tố khác. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý đẩy nhanh kế hoạch trên khi họ gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái. Nhật Bản cho biết, đường dây nóng sẽ cho phép hai bên liên lạc với tính năng bảo mật thông tin được tăng cường, đồng thời giúp xây dựng lòng tin giữa giới chức quốc phòng Nhật Trung cũng như tránh các vụ trùng rộn đồ ngẫu nhiên. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết hôm qua, 9 máy bay quân sự Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan. Cơ quan này cho biết thêm các máy bay đã vượt qua đường trung tuyến phía Bắc, Trung và Nam của Đài Loan trong năm đợt để tuần tra. Tuy nhiên, thông tin về loại máy bay và lộ trình bay không được tiết lộ. Cơ quan phòng vệ Đài Loan lên án việc máy bay Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan là hành động phi lý. Động thái này của Trung Quốc được cho là để đáp trả việc nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn dừng chân tại Mỹ trên hành trình công du Trung Mỹ. Công tác cứu hộ đang được tiến hành sau khi ít nhất 35 người thiệt mạng trong một vụ sập đền thờ Hindu ở thành phố Indore, miền trung Ấn Độ. 19 người đã được giải cứu. Vụ tai nạn xảy ra khi phần mái che của miệng diễn cổ có lắp bậc thang bất ngờ đổ sập hôm 30 tháng 3. Khi tai nạn xảy ra, có rất đông tín đồ đến đền để thực hiện nghi lễ đốt lửa và tổ chức lễ hội cho vị thần Rama của Hindu giáo. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời bày tỏ rằng ông vô cùng đau đớn trước vụ việc. Thủ tướng Modi cho biết chính phủ bang đang dẫn đầu công tác cứu hộ và cứu trợ với tốc độ nhanh nhất có thể. Theo số liệu sơ bộ của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, công bố hôm qua lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm đáng kể trong tháng 3 do giá năng lượng tiếp tục giảm, trong khi các chỉ số lạm phát cơ bản lại tăng. Tại Pháp nói riêng, tỷ lệ lạm phát đã giảm từ 73% trong tháng 2 xuống còn 6,6% trong tháng 3. Còn ở khu vực đồng euro nói chung, tỷ lệ này giảm một cách đáng kể từ 8,5% tháng 2 xuống còn 6,9% tháng 3. Lý do chủ yếu dẫn tới mức giảm này là vì chi phí năng lượng đã giảm, Tuy nhiên lạm phát vẫn ở mức cao, trong đó giá lương thực chiếm phần lớn trong chỉ số lạm phát chung của tháng 3. Lạm phát cơ bản ngoại trừ giá năng lượng lên xuống thất thường, bao gồm giá thực phẩm, rượu và thuốc lá đều tăng nhẹ so với tháng trước, đặc biệt là giá lương thực ở Pháp cao hơn gần 16% so với mức trung bình của khu vực. Vâng thưa quý vị, hơn 1 triệu người ở Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước. Do hai hồ chứa chính cung cấp nước cho tỉnh Jeonla, cách thủ đô Seoul khoảng 440 km, càng kiệt trong nỗ lực cải thiện tình hình, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai một số giải pháp, bao gồm một nhà máy khử nước biển di động. Một đợt hàng hán đã tàn phá khu vực nổi tiếng với những cảnh quan nguyên sơ trong khoảng 4 tháng nay, với mực nước trong các hồ chứa chỉ bằng một nửa so với trước đây. Đập Đông Bốc chỉ ghi nhận lượng mưa khoảng 800mm vào năm ngoái, bằng khoảng 60% lượng mưa của năm 2021. Nếu thời tiết khô hạn tiếp tục, khoảng 1,4 triệu cư dân Gwangju thuộc phủ của tỉnh Nam Jeolla có thể không có nước sinh hoạt trước tháng 6. Ở các thị trấn nhỏ hơn và các đảo, tình hình còn tồi tệ hơn vì phải phụ thuộc vào xe tải chở nước. Những xe tải này là nguồn sống của khoảng 5.000 cư dân Kiomindo nơi các vòi nước đã cạn kiệt. Đây là một trong nhiều hòn đảo bao quanh quận Gwangdo thuộc tỉnh Jeolla. Có 8 xe tải chở nước 3 lần một ngày từ đập Giang Hung trên sông Tamjin, một trong ba con sông chính của tỉnh, đến hồ chứa nước ở Chukji ở Kiomindo. Mỗi xe có sức chứa khoảng 15.000 lít nước cư dân chỉ có thể sử dụng nước được phân phối hai lần một tuần. Họ phải ứng biến. Những bể nước trong xanh nhô ra từ mái nhà giờ đây đã trở thành một cảnh tượng phổ biến trên đảo. Cư dân Jung Byung chia sẻ, Tôi cũng tiết kiệm nước trong bồn rửa. Chúng tôi giặt đồ khi có nước máy hai lần một tuần. Vì vậy, chúng tôi giữ đồ cần giặt cho đến lúc đó. Để giải quyết tình hình, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã triển khai Prim, một con tàu trị giá 18 triệu đô la Mỹ với một nhà máy cửa nước biển, giúp chuyển nước biển thành nước ngọt an toàn cho nông nghiệp và tiêu dùng. Đây là nhà máy khử mặn di động hàng hải đầu tiên trên thế giới. Di chuyển từ hòn đảo này sang hòn đảo khác, con tàu dài khoảng 70 m có thể vận chuyển 300 tấn nước uống mỗi ngày. RIM dựa vào một đội thuyền nhỏ hơn để vận chuyển nước khử muối trực tiếp đến các đảo. Ông Lim Mungap, người đứng đầu làng Man Nam ở Jomla, cho biết, nông dân nuôi bào ngư ở quận Wando đang phụ thuộc vào thời tiết tốt hơn để đảm bảo nguồn cung cấp liên tục loại hải sản quý giá này, ông cho biết. Chúng tôi cần rất nhiều mưa do thiếu mưa nên nguồn cung cấp nước bị giảm đặc biệt là trên các đảo điều này thật bất tiện rong biển cho bào ngư ăn cũng cần mưa để tạo ra nhiều chất dinh dưỡng hơn nhưng vì trời không mưa nên chúng tôi đang thấy một số thiệt hại ông kim giang -so, giám đốc hiệp hội bào ngư ở quanh đô cho biết hậu quả của hạn hán có thể rất nghiêm trọng vì nghề cá là nguồn thu nhập chính của người dân ông cho biết quanh đô được thiên nhiên ưu đãi với đá thạch anh tạo nên lớp đáy biển các y ông âm được tạo ra từ đá giúp sản xuất bào ngư chất lượng cao Ông lưu ý, tình trạng hàng hán cũng có thể làm gián đoạn nguồn cung cho toàn quốc vì khoảng 70% rong biển và bào ngư của Hàn Quốc đến từ khu vực này.